Xin chào mọi người. Giá Bitcoin đã ta cắn 68.500. Hồi tối hôm qua, trong một cái phát trực tuyến ở trên nền tảng YouTube mang tên Tiên Academy, thì mình lỡ mình kéo cái màn hình xuống chút xíu, và tất cả những thông tin đó đã được thấy lúc 9 giờ mấy, cái phát trực tuyến 9 giờ mấy ở trên Tiền Academy YouTube. Thì con giá bạn thấy là 68.000 và 68.000 là cái con giá kế tiếp sau 65 là 68. Và không chỉ vậy, sau khi cái phát trực tuyến, mình rời cái phát trực tuyến thì mình làm cho bạn một cái video tín hiệu. Con giá kế tiếp cho cái đợt sóng kế tiếp là 67.500. 68.500. Và vừa rồi hai cái con giá đó đã được chạm, mà cái đã được chạm. Và ngay bây giờ mình đang quay cái video này cho bạn là 7 giờ 38 phút sáng. Thì nó là vậy nha. Cái tín hiệu spot, cái sự chính xác của nó lên tới 90-95%. Trong những cái phát trực tuyến thì thường thường mình thật sự hỏi cái gọi là cái sự chính xác nó như thế nào, thì lúc nào nó gọi còn là 95-98, nhưng mình nói 90-95 để có một sự khiêm tốn trong đó. Ok, cái đó là tín hiệu spot. Bạn có thể dùng tín hiệu spot của mình để chơi spot, bạn có thể dùng tín hiệu spot của mình để chơi tương lai. Thì cũng giống như 14 tháng vừa rồi mình cung cấp tín hiệu cho anh em, thì vừa rồi là nó cắn được cái con giá, ok, 68.500. Thì tới cái giai đoạn kế tiếp là gì? Thì trong cái video tín hiệu hồi tối mình đã gửi cho bạn luôn rồi. Tại sao nó cắn con giá 68, đang nằm ở sóng bao nhiêu, chuẩn bị tới đây là nó hồi một cách rất là bỡ ngỡ, hay là nó tiếp tục đi lên? Và nếu nó đi lên như vậy thì chuyện gì phải xảy ra? Nó phải nằm trên con giá nào? Vân vân, cái chống lưng, cái kháng cự. Thì video đó đã gửi cho bạn lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay, 1 giờ sáng. Thì nó là vậy. Thì những cái gì vừa rồi nó xảy ra đó, con giá 68.000, riêng con giá 68. Thì mình chia sẻ cho bạn khoảng có một tuần rưỡi, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Nhưng riêng 1 giờ sáng hồi hôm qua, nghe thì mình cập nhật cho bạn chính xác đúng là cái con giá là 68.500. 68.500 thì vừa rồi nó không được đụng. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Đã nằm thẳng trong cái hộp thư của bạn rồi. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn. Xin chào mọi người.